Sao nhà xin chào cả nhà. Em lên sóng giới thiệu các bạn một cái chiếc máy sưởi gốm bù ẩm của hãng Sharp, công nghệ Ion 7000. Ion các bạn nhé, một con máy hàng trưng bày đấu giá rất là đẹp, hình thức còn như mới luôn. Hình thức còn rất là mới các bạn nhé. Một con sưởi gốm. Và những cái ngày đông giá rét thì các bác có con máy này chạy cực êm luôn. Ấm êm như điều hòa. Chạy ấm lên như điều hòa các bạn nhé. Thông số máy của nó đây, 2012 1200W nhé, điện 100V. Chiếc này nó nguyên bản điện 100V các bạn nhé. Đây là cái khu vực bình nước bù ẩm này. Đấy, đây là cái cửa gió ra này. Chế độ bật trên này thì các bác chạy, một là mình chạy sưởi có cả bù ẩm. Thì đây đang báo không có nước này. Đấy, hoặc các bác tắt bù ẩm đi được, hoặc là các bác chỉ dùng bù ẩm không cũng được. Đấy, nó có thêm tính năng như vậy nhé. Một là dùng thay máy thành máy bù ẩm. Đấy, hai là các bác vừa sưởi vừa bù ẩm. Chưa? Có hẹn giờ thế này các bác nhé. Có tắt bật ion này. Đấy, cái cửa hơi gió ở đây ra, hơi nóng đây ra này, nó rất là ấm dịu như cái hơi gió của điều hòa, đặc biệt là chạy êm, không có tiếng kêu gì đâu ạ, rất là êm nhé. Đấy, cái hơi nóng này rất là dễ chịu, không gây bỏng, không gây bỏng các bác nhé, không gây khó chịu, không đốt oxy, không kích ứng da, ngược lại nó còn bù ẩm thì rất là dễ chịu luôn. Thì chiếc máy này em bán là 3,5 triệu nhé, máy chạy nguyên bản điện 100V, bảo hành 1 năm cho các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.